Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì trước khi vô clip á, thì mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình và giúp mình đạt được 400 sub. Thì hôm nay mình có clip ăn mừng 400 sub bằng món này nè các bạn. Đây, đây là mấy trái dưa hấu và trái lựu. Mình sẽ làm dưa hấu với lựu dầm sữa chua nha các bạn. Thì món này rất nhiều người làm rồi, nhưng mà mình cũng muốn làm vì món này rất ngon. Thì ok, bây giờ tụi mình sẽ tiến hành làm thôi. Ok, ok bạn, giờ tụi mình sẽ cắt dưa hấu nha. Tiến hành cắt cái phút. Chết rồi, con chỉ bị dao các bạn. Yeah, mình sẽ cắt ra vậy nha các bạn. Dưa hấu rất là đỏ rồi các bạn. Đã cắt nhỏ ra và sẽ cho vào cái thau này. Mình sẽ ăn mừng 400 sub. Ăn tất cả rất là nhiều. Giờ mình đã cắt xong dưa hấu rồi, thì giờ mình sẽ tiếp tục làm những công đoạn tiếp theo nha các bạn ơi. Ok, ok bạn, giờ mình sẽ bỏ sữa chua nè. Mình sẽ bỏ sữa chua nè, rồi sữa ông thọ nè, rồi sữa tươi vô nha các bạn. Đây, quá là phê luôn các bạn ơi. Lấy cái muỗng dế xuống. Trắng tinh luôn, dế xuống đi. Rồi mình lấy cái muỗng mình vét xuống cái. Quá là phê luôn. Phê chưa các bạn ơi. Hũ tiếp theo nha các bạn. Wow. Wow, phê quá. Tiếp theo là sẽ bỏ sữa ông thọ. Trông rất là đã mắt luôn các bạn. Khó bóc quá. Wow, nhìn đã quá các bạn ơi. Liếm cái đó coi. Ngon đã lắm á. Ôm tò nó phê quá. Béo không? Béo. Béo lắm các bạn ơi.
Đó, các bạn thấy không? Quá là đã luôn. Này mình sẽ ăn mừng 400 sức. Tiếp theo là tới sữa tươi nha các bạn. Mình sẽ tới sữa tươi nha các bạn. À, này mình chỉ mua một bịch thôi. Mua bịch rồi mình sẽ góp vô rồi mình dầm ra, dưa hấu nó sẽ ra nước, nó sẽ nhiều nước nha. Chứ cái này là giảm mấy chất. Chứ các bạn cái này mà nhiều sữa quá không có ngon đâu. Giờ chị Hiếu đá thôi các bạn, giờ tụi mình sẽ đi đập một hao đá. Các bạn ơi, mình sẽ vô lướt lướt nha các bạn. Tại một bê bê lên cho các bạn thấy cái. Đó các bạn ơi, các bạn thấy không? Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ thử nhức miếng nha. Thử mình bê lên cho các bạn coi cái. Đó các bạn, thấy phê không? Đây, mời tất cả bạn ăn chung dưa hấu dầm sữa với mình nha. Quá đã. Đã thiệt các bạn. Trời đang nóng nè các bạn thấy mồ hôi mình chảy không? Đó. Lứt cái này vô thì hết sảy 1.7 luôn các bạn. Mình sẽ ăn một miếng dài nha, mời tất cả các bạn nha. Thêm miếng nước này các bạn. Mời tất cả các bạn nha, các bạn hút miếng nước nha. Quá đã. Vị sữa chua và sữa thọ quyện lại. Ăn béo lắm. Ngon phúc. Quá ngon. Mời xếp vô cho các bạn thấy mặt đó. À, xin nhớ một miếng bự luôn nha các bạn. Đó, mời tất cả các bạn nha. Chị nó bự quá các bạn. Nhét vào họng muốn ói luôn. Để nhiệt thiệt. Nhưng bự nha các bạn. Ngon ngon. Món này có nhiều người làm rồi. Nhưng mà nay mình thấy thèm món này quá, giờ quyết định làm món này để ăn mừng thôi. Mình ăn mừng đơn sơ lắm nha các bạn. Mới 400 sức mà. Các bạn nhớ ủng hộ 500 sức hoặc là 1.000 sức thì tụi mình sẽ làm ăn mừng lớn hơn nha các bạn. Không béo béo vậy. Các bạn ơi, nãy giờ mình đã no lắm rồi. Thật sự một trái này hai người ăn không hết các bạn. Thứ ba bốn người kìa. Thì clip ăn mừng của mình đã là kết thúc rồi. Nếu bạn nào mà thấy clip mình hay á, thì hãy cho mình một like, một subscribe để đăng và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì clip mình đã là kết thúc. Bye bye.